Hey, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề cũng khá là quen thuộc, đó chính là chủ đề về JavaScript. Thì thông thường khi các bạn mới học web thì các bạn thường học theo cái lộ trình là bắt đầu học qua HTML, sau đó các bạn sẽ học tới CSS, rồi sau đó các bạn sẽ học sang JavaScript. Thì đó là một cái lộ trình cơ bản nhất của bất kỳ ai muốn học hay là muốn theo cái nghề lập trình web đó. Bởi vì ba cái ngôn ngữ đó là ba cái ngôn ngữ cơ bản nhất để các bạn có thể làm được web đó. Thì thông thường thì khi các bạn học thì các bạn sẽ thấy là ở phần HTML và phần CSS thì nó quá là dễ rồi, nó không khó để các bạn có thể tiếp cận nó và để các bạn có thể xây dựng được một cái giao diện với nó đó. Tuy nhiên thì bước sang phần JavaScript thì đại đa số các bạn sẽ bắt đầu gặp khó khăn. Khó khăn ở đây có nghĩa là ở JavaScript thì lúc này nó là một ngôn ngữ lập trình rồi, nó cũng có những cái khai báo về biến, cũng có logic, cũng có tư duy ở trong đây, và nó có những cái khái niệm nó sẽ phức tạp hơn HTML với CSS rất là nhiều đó. Thì thông thường các bạn sẽ rất là mơ hồ, vì là khi mà học sang JavaScript ý, những cái cơ bản, những cái kiến thức cơ bản thì các bạn học thì sẽ rất là nhàm chán. Các bạn sẽ thấy rất là nhàm chán và các bạn chưa nhìn thấy được là JavaScript nó ứng dụng vào để làm được những việc gì. Ví dụ như các bạn học về JavaScript, các bạn học khai báo biến, học về kiểu dữ liệu, học về function, học về storage hay là học về array object, thì các bạn chưa nhìn thấy được là nó ứng dụng vào việc gì. Các bạn chỉ học những khái niệm đó để biết về nó, biết cách sử dụng nó. Đó, thì đấy là một vấn đề mà mình nhìn thấy được trong suốt quá trình giảng dạy qua rất là nhiều thế hệ sinh viên rồi. Thì mình thấy được điều đó. Và đặc biệt một điều nữa là thực sự là JavaScript nó cũng không dễ thật. JavaScript nó cũng không dễ. Kể cả những người đi làm rồi cũng không, nếu hỏi về JavaScript cũng không ai dám khẳng định là biết quá nhiều về JavaScript, biết đủ sâu về JavaScript. Chỉ đủ dùng chứ không đủ sâu, hoặc là không biết được quá rộng. Bởi vì JavaScript nó phát triển theo thế hệ của trình duyệt nữa, nên là mỗi version mới ra nó sẽ có những cái update, có những thay đổi nữa. Thế nên là cũng rất là khó để các bạn có thể biết được tất cả mọi thứ về JavaScript. Còn biết được sâu về một chủ đề nào đó, về một vấn đề nào đó trong JavaScript thì có. Bởi vì khi các bạn làm dự án thực tế, khi các bạn đi sâu vào một vấn đề nào đó, giải quyết một bài toán nào đó, thì các bạn sẽ hiểu sâu về nó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể học JavaScript nó đỡ bị nhàm chán, nó đỡ bị mông lung, và các bạn có những cái định hướng. Và điều quan trọng là làm sao để mà học mỗi phần, qua mỗi phần các bạn có những cái case study, có những cái project nho nhỏ để các bạn ứng dụng vào, để các bạn làm nó. Và từ cái project đó các bạn sẽ hiểu được cái này nó được dùng để làm gì. Còn cái cách sử dụng nó thì các bạn đã được học rồi. Và đến khi các bạn làm vào một bài toán cụ thể, một cái case study cụ thể, thì các bạn hiểu hơn về cái cách dùng của nó. Đó, thì tutorial này chính là cái mà tôi muốn đem đến cho các bạn. Đó là tôi muốn hướng các bạn học JavaScript theo từng cái case study, theo từng cái bài toán cụ thể, không quá lớn nhưng nó đủ để các bạn hiểu được những cái kiến thức mà các bạn học trong từng cái phần của JavaScript đó. Và cụ thể ở tutorial lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một chức năng quản lý sinh viên với JavaScript, chỉ sử dụng JavaScript thôi, để chúng ta có thể lưu trữ thêm, sửa xóa, hiển thị danh sách sinh viên lên trên màn hình như thế nào đó. Thì những cái phần này chúng ta sẽ ứng dụng tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất về JavaScript. Thì nhiều bạn hỏi với mình là với JavaScript nó là ngôn ngữ phía client, làm thế nào để chúng ta có thể lưu trữ được dữ liệu của nó? Đó, phải dùng database chứ, phải dùng ngôn ngữ phía server chứ? Không, chúng ta hoàn toàn có thể làm được nó, nhưng với những bài toán nhỏ, những cái bài toán dạng case study thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng nó được để mà chúng ta lưu trữ và thêm sửa xóa sinh viên, giống như các bạn làm với database vậy. Và từ đó các bạn cũng hiểu thêm được những cái concept, những cái luồng, những cái follow khi các bạn làm cho những chức năng khác, kể cả các bạn sau này các bạn có sử dụng đó là ngôn ngữ PHP hay là ngôn ngữ khác ở phía server side, thì cái cách làm của nó cũng không thay đổi
Đó, các bước làm của nó không thay đổi và nó giúp cho các bạn hiểu được cái tổng quan khi các bạn phát triển và xây dựng một cái chức năng nào đó. Thế đối với phần này, các chức năng chính của cái project demo này, của cái case study này, thì chúng ta sẽ tập trung vào các chức năng cho phần quản lý sinh viên, với các chức năng cụ thể là thêm mới sinh viên, đó, hiển thị danh sách sinh viên lên trên màn hình, đó, xóa sinh viên, cập nhật thông tin của một sinh viên, đó. Thì kiến thức để mà có thể làm được cái project nhỏ này thì chúng ta cần những cái kiến thức gì về JavaScript? Thì chúng ta cần những kiến thức, đầu tiên là các bạn phải có những kiến thức cơ bản nhất của JavaScript, như là khai báo biến của nó, gán giá trị, đó, hay là lấy giá trị trên một form, đó, hay là validate form, kiểu như vậy. Thì kiến thức thứ hai đó chính là kiến thức về DOM trong JavaScript, giúp các bạn có thể tương tác với các element trên trang và lấy các giá trị của input trên form. Đó, kiến thức thứ ba đó là kiến thức về array và kiến thức về object. Thì hai cái kiến thức về array và object nó là kiến thức mà xuyên suốt cho đến tận sau này khi các bạn đi làm rồi, các bạn cũng phải biết và hiểu và vận dụng được nó, ứng dụng được nó. Bởi vì trong JavaScript nó xử lý dữ liệu là đều thông qua object và thông qua array. Đây là kiến thức cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nắm nó trong JavaScript. Và cái kiến thức thứ tư đó là kiến thức về local storage trong JavaScript. Thì đây là cái để chúng ta có thể dùng lưu trữ data ở dưới client, ở dưới trình duyệt của người dùng. Và một cái nhược điểm của thằng này là data của nó lưu trữ không quá lớn, nó data của nó lưu trữ nhỏ thôi. Chính vì vậy, vào những bài toán lớn chúng ta cần phải sử dụng database là vì như vậy. Đó. Đó, thì đây là toàn bộ những kiến thức cần cho cái project quản lý sinh viên của chúng ta. Và cái kiến thức cuối cùng mà chúng ta phải nhắc đến ở đây chắc chắn rồi, đó chính là HTML CSS, để chúng ta có thể xây dựng giao diện được cho cái trang quản lý sinh viên của chúng ta. Đó, thì từ những kiến thức này thì chúng ta, cái mà chúng ta cần phải làm ở đây nữa đó là, chính là những cái kiến thức, những cái kỹ thuật xử lý validate form, đó, kiểm tra người dùng nhập dữ liệu vào form như thế nào, xem nó đã chuẩn hay chưa trước khi submit lên. Đó, ok, thì đây là toàn bộ những kiến thức chúng ta cần cho cái tutorial này. Thì tiếp theo tôi sẽ nói về cái overview. Tôi sẽ nói về cái overview của cái project này. Nó đơn giản như thế này thôi. Cái mockup design nó sẽ bao gồm một cái form sinh viên với các thông tin sinh viên như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình này. Và chúng ta sẽ có một cái danh sách sau mỗi lần chúng ta xếp, chúng ta tạo mới sinh viên hay là cập nhật sinh viên, thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái danh sách sinh viên ở đây. Đó, và chúng ta có thể thao tác xóa một sinh viên khỏi danh sách, và chúng ta có thể click vào sửa một sinh viên. Đó, và tất cả những thông tin của sinh viên, danh sách của từng sinh viên thì nó sẽ hiển thị ở trên danh sách này. Đó, đó, thì đây là toàn bộ những cái thông tin về cái project quản lý sinh viên cho cái phần học JavaScript case study của chúng ta. Các bạn hãy follow cái video này và theo dõi kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để các bạn cập nhật những cái video tiếp theo cho phần quản lý sinh viên. Ok, thì video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn hãy chat trực tiếp vào page của Suntech hoặc là chat trực tiếp vào cái tài khoản Suntech Việt Nam để các bạn có thể xin sổ code cho từng cái video. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái project ý nghĩa để các bạn bổ sung kiến thức về JavaScript cho mình, đồng thời các bạn có được một cái project nhỏ nhỏ cho bản thân. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.